chỉ có một điểm qua 3 vòng đấu đầu tiên. LP Bank Hoàng Gia Lai đã ngụp lặn dưới đáy bảng xếp hạng. Cơ hội để họ cải thiện vị trí. Nhưng đối thủ sẽ là một Becamex Bình Dương đang có phong độ cao. Chiến thắng sẽ thuộc về ai? LP Bank Hoàng Gia Lai, Becamex Bình Dương, 17 giờ ngày 3 tháng 12 trên VTV5 và VTV5 Tây Nguyên.